Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại một cái chiếc radio cassette nữ bàn và theo phong cách của châu Âu. Anh em thấy những cái thiết kế này thì gợi nhớ đến chúng ta những cái radio cassette của Rundit. Nhưng mà thằng này là đến từ thương hiệu của Philips, có model đó là U121, được sản xuất vào năm 1970. Và em nó còn khá là đẹp. Anh em thấy cái phần nút của nó còn sáng bóng ha. Cái con Philips này thì ngoài việc mà chơi bằng cassette ra thì em này có thể chơi được radio FM và AM. Đặc biệt thì em này có luôn cái ba bộ nhớ kênh, rất là biệt. Đây, nghe radio rất là hay. Mời anh em thưởng thức nào. Cho 6 vùng nhưng thiếu cái thể chế liên kết vùng. Radio đây nè. Thị trường mua bán bất động sản vẫn trầm lắng cuối năm. Số lượng nhà đầu tư bất động sản trong giai đoạn 2014-2015 tăng vọt bao nhiêu thì giai đoạn hiện nay nhà đầu tư lớn nhỏ rời bỏ vì tình hình kinh tế chung toàn cầu. Chưa kể, nguồn cung bất động sản, nhất là các dự án phục vụ nhu cầu ở thực ngày càng khan hiếm tại khu vực các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quốc Anh đã đưa ra những đánh giá. Bên đây thì chúng ta sẽ dò đài nè. Là nhà nước phải làm tư hoặc là nhà nước phải có một đây cái cơ chế về thuế, có một cái cơ chế về hỗ trợ doanh nghiệp. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ test cái phần băng cassette luôn. Chúng ta sẽ đỡ dây điện nè. Ngoài ra ở phía đằng sau thì chúng ta có thể kết nối thêm loa để chúng ta tăng phần công suất lên. Và cái học bình còn rất là đẹp. Đấy. Máy chúng ta còn khá đẹp. Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi. Vì thương non sông tôi gạt nước mắt. Đối với rượu đó thì chúng ta vẫn không. Con này nghe radio nó hay hơn so với nghe cassette. Nó chuyên về cái phần radio. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LV Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.